Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox xong một mẫu loa rất đẹp đến từ thương hiệu Focal nằm trong series Aria, có model là 936 và đây là người anh thứ hai trong series này. Nó hội tụ rất nhiều những cái công nghệ độc đáo đến từ thương hiệu Focal cũng như là những cái linh kiện và những cái cấu trúc thùng loa tốt nhất của hãng này. Focal thì luôn có những cái tiêu chí là âm thanh hay và đặc biệt là hình thức họ làm rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể nhìn thấy một cặp loa được hoàn thiện ở giữa vỏ gỗ kết hợp với kính và chân đế bằng kim loại, thì thực sự đây là một trong những cái mẫu loa sử dụng kết hợp nhiều cái vật liệu để làm nên một cái cặp loa như vậy. Với những cái sản phẩm đến từ Focal nói riêng ấy, và Pháp nói chung ấy, thì luôn có những cái vẻ đẹp hết sức là quyến rũ trong những cái sản phẩm đến từ đất nước Pháp. Không chỉ là những cái cặp loa đơn thuần để nghe nhạc không nữa, mà nó còn như những cái sản phẩm để trưng bày, để trang trí, để tăng thêm cái vẻ đẹp cho căn phòng của chúng ta. Và Focal Aria 936 cũng như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy là một cặp loa được thiết kế dạng cột với cấu trúc là 5 loa, trong đó thì có 3 đường tiếng và với một cái kích thước có thể nói rằng rất là gọn gàng để chúng ta có thể chơi và trưng bày ở những căn phòng có diện tích khoảng dưới 40 m², rất là hợp lý. Và cái cấu trúc thiết kế loa hiện đại thì cũng giúp cho chúng ta dễ đặt ở những vị trí trong căn phòng của chúng ta, ngay cả những nơi sát góc tường hay là sát chân tường. Đặc biệt là ngày nay thì chúng ta không còn nhiều không gian rộng để dành cho những căn phòng khách hay là những căn phòng mà chúng ta nghe nữa, thì chính vì vậy cái việc mà dễ đặt ở những cái vị trí khác nhau thì nó cũng là một cái lợi thế để chúng ta lựa chọn và cân nhắc theo những cái cặp nào mà dễ dàng đặt nhất. Đó. Quay trở lại với cặp loa này thì chúng ta sẽ có một cặp loa được thiết kế dạng cột với chiều cao lên tới là 1,15 m và chiều rộng là 29,4 cm và chiều sâu là 37,1 cm. Kích thước này thì nó giúp cho chúng ta có một cái cặp loa khá là cao. Đặc biệt là ngày nay thì cái việc mà đặt loa ở những phòng khách ấy rất là phổ biến. Thêm nữa thì những cái phòng khách ấy thì tivi ngày nay rất là to, chính vì vậy thì những cái cặp loa mà nó có chiều cao này nó cũng là một cái lợi thế để chúng ta chơi và trưng cho nó phù hợp với nội thất. Về thiết kế thì bên trên nóc họ đặt một tấm kính cường lực có in dòng chữ Focal và Made in France ở trên đây. Hai bên sườn thì được ốp gỗ lạng với những cái vân tự nhiên và nó không hề chọn lọc một chút nào, tức là cái vân rất là ngẫu nhiên luôn, cho chúng ta một cái cảm giác là nó vô cùng là tự nhiên, không có gì sắp đặt ở trong cái cặp loa này. Ở phần mặt trước cũng như là mặt sau của loa thì được bọc bằng một lớp da. Đó, một lớp da này thì là lớp da xịn cho nên là chúng ta dùng cũng hết sức là yên tâm. Và phần da này thì nó rất là nổi bật lên hai cái hèm cạnh gỗ này. Đó, nó tôn một cái cặp loa lên đẹp hơn rất là nhiều. Đó, bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái tấm chân đế chống rung đây. Chân đế chống rung này thì được làm bằng kim loại và tích hợp sẵn 4 cái chân đinh để triệt tiêu rung chấn khi mà loa hoạt động xuống dưới sàn. Đó, nó giúp cho cái dải âm trầm chắc hơn, gọn hơn. Và thêm nữa là cái thiết kế thoát hơi xuống dưới sàn như này thì nó cũng sẽ giúp cho cái dải trầm được lan tỏa ra 360 độ, là một cái điểm cộng rất lớn trên cái cặp loa này. Và đây là cái thiết kế chung của những dòng loa hiện đại ngày nay. Đó, với những cái driver này thì họ sử dụng cái loa có đường kính là 16,5 cm cho 3 loa bass cũng như là cái loa mid này. Còn bên trên thì chúng ta sẽ có một loa tweeter được làm từ vật liệu là aluminum kết hợp với magie. Và với cái công nghệ của họ thì họ làm một cái lớp màng của loa chép này nó rất là mỏng, giúp cho cái dải cao được tái tạo rất là tốt. Thêm nữa thì cái công nghệ làm vòm loa chép đảo ngược thì Focal là một trong những cái hãng tiên phong làm như vậy. Khác với lại những cái đôm lồi bình thường thì cái đôm chép đảo ngược nó sẽ giúp khuếch tán được cái độ mở của cái dải chép ra một cái không gian rộng hơn, giúp cho cái điểm ngọt không chỉ ở một điểm duy nhất chính giữa nữa, mà nó sẽ giúp cho nhiều người nghe ở phía trước đều cảm nhận được cái âm thanh hay từ cái cặp loa phát ra phía trước. Với cấu trúc loa chép này thì tần số cao lên tới là 28 kHz, vượt qua ngưỡng tai người có thể nghe thấy là 20 kHz. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một loa mid đường kính là 16,5 cm, được làm 3 lớp kết hợp giữa lanh và sợi thủy tinh, giúp cho màng loa rất là nhẹ và nó sẽ khiến dao động được nhanh hơn. Đó. Và bên ngoài thì họ sử dụng một loại gân này là gân cao su có độ bền bỉ rất là tốt. Với loa mid này thì hoàn toàn có thể đáp ứng cho chúng ta tất cả những giải trung cao cho tới là trung trầm. Và đặc biệt là cái phần lời hát của 936 này thì nó rất là êm ái, ngọt ngào và truyền cảm. Anh em nào chơi nhạc bolero, nhạc trữ tình ấy, nhạc ra ấy, thì thực sự là nó sẽ rất là cuốn hút và mê hồn. Bên dưới thì chúng ta sẽ có 3 loa bát đường kính 16,5 cm, cũng được làm từ sợi lanh và sợi thủy tinh, kết hợp 3 lớp lại để tạo nên những cái màng này. Nó cũng có cái độ nhẹ rất là thấp và đặc biệt hơn là bền và dai. Đó, thì cái dao động nó cũng sẽ đáp ứng được tốt hơn và nhanh hơn. Họ cũng sử dụng những loại gân cao su thượng hạng ở trên những loa bát này và sẽ giúp cho cái dao động được nhanh và sẽ trả lại cái vị trí ban đầu ngay tức khắc để đón những cái nhịp nhạc tiếp theo, giúp cho âm thanh chắc gọn sâu mà không bị ù hay là rền hay là có đuôi khiến cho chúng ta nghe lâu nó bị mệt mỏi. Thì với cái dòng loa này sẽ không, rất là gọn và chắc. Đó, chúng ta có thể nghe thoải mái mà không bị đau đầu hay là mệt mỏi gì hết. Ở phía sau thì chúng ta cũng có thể thấy là một tấm da được trải dài từ trên nóc xuống dưới tận phần chân của loa. Đó, một tấm da này thì rất là đẹp luôn, kết hợp với lại hai bên hồi được làm bằng gỗ lạng. Đó, bên dưới chúng ta sẽ có một hệ thống cọc loa và bên trong của thùng loa thì sẽ có hệ thống phân tần chất lượng cao cũng như là dây dẫn chất lượng cao sử dụng cho cái mẫu loa này. Và cọc loa này thì chúng ta sẽ có cọc loa bắp chuối ở đây và kết nối được tất cả những tiêu chuẩn về dây rắc hiện nay như là bắp chuối, càng cua hay là mỏ chim. Ngoài một hình thức đẹp thì cặp loa này còn có một cái thông số kỹ thuật vô cùng lý tưởng để chúng ta có thể lựa chọn âm ly một cách dễ dàng chơi với cặp loa này. Độ nhạy của loa là 92 dB, trở kháng là 8 ohm, giải tần từ 32 Hz cho giải trầm cho tới 28 kHz cho giải cao. Và chỉ cần một chiếc âm ly có công suất từ 40W trở lên là đã phối ghép tốt với mẫu loa này rồi, và maximum là 300W. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox cũng như là tìm hiểu chi tiết và xem chi tiết về cặp loa Focal Aria 936 người Anh nhì bảng trong series Aria. Và cặp loa này thì hiện tại đang có mức giá list là 112.200.000 đồng. Tuy nhiên tại Bá Hùng Audio thì đang có mức giá chiết khấu vô cùng tốt để chúng ta giao lưu cũng như là trải nghiệm. Anh em hãy liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio để có những mức giá chiết khấu tốt nhất mọi người chơi và trải nghiệm nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ Focal Aria 936 kết hợp với một chiếc âm ly đèn rất quen thuộc đến từ Hà Lan. Do loa có độ nhạy cao cho nên là ngay cả âm ly đèn cũng có thể chơi tốt với lại mẫu loa này. This current form yêu nhỏ, hôm nào thì em đến. Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng? Bầu trời mây ở giữa áng mi cao, em có muốn anh giữ dùm phân nửa? Tháng riêng và anh vươn vai và mở cửa, trời trên cao em cũng ở trên cao. Tháng riêng cho anh một nụ hoa đào, tháng riêng và anh rủ nhau ngồi dưới phố, tô môi hồng xin nhớ cánh sen non. Tháng riêng chờ một chút lượng xuân em, nụ cười đó anh chờ xuân vĩnh viễn. Tháng riêng và anh rủ nhau châm điếu thuốc đầu ngày và điếu thuốc đầu năm. Yêu cuộn tròn trong áo trắng mây qua, một góc trời âu yếm.